Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo kèo thế gì. Ở tập trước, Phương Lâm đã nhập với bản tôn tu luyện cổ thần quyết để chuẩn bị cho cuộc chiến giải cứu Lý Mộ Uyển. Thời gian trôi qua, nhóm một cái đã đến ngày cử hành xong tu điểm lễ của Lý Mộ Uyển và Tôn Trần Vĩ. Hôm nay ở trên toàn bộ Vân Thiên Tông tràn ngập ra một bầu không khí vui mừng. Bầu trời ngàn dặm không một gợn mây, chỉ có duy nhất một màu xanh lam. Tuy nhiên, thi thoảng lại có những đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bay đến Vân Thiên Sơn. Gần như tất cả các môn phái tu chân gia tộc ở trong Sở Quốc đều phái người đến đây, trong đó thì đại bộ phận đều là trưởng môn hoặc là thủ đồ tự thân đến. Khi thế bậc này cũng chỉ có Vân Thiên Tông mới có thể có được. Nếu là một môn phái khác đều không thể nào có được điều đó, bởi vì có rất nhiều người đến nơi này nên Vân Thiên Tông mở rộng sơn môn, đặt toàn bộ Vân Thiên Sơn đều nằm bên trong phạm vi của Hộ Sơn Đại Trận. Ngoài ra còn phái vô số đệ tử ngoại tông tuần tra ở những nơi quan trọng, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ nghênh đón khách khứa. Phải biết rằng địa vị của Lý Mộ Uyển ở Vân Thiên Tông rất là siêu nhiên, dù sao thì nàng cũng là một trong ba vị ngũ phẩm đan sư, còn thanh danh của Tôn Trần Vĩ ở bên ngoài cũng rất là cao. Phụ thân của hắn chính là một trong ngoại tông trưởng lão, tu vi đã đạt đến nguyên anh trung kỳ đại viên mãn. Lão được dự đoán chính là người có khả năng cao nhất có thể tiến vào hậu kỳ bên trong 100 năm tới, trở thành một trong những vị lão tổ của Vân Thiên Tông. Ngoài ra, Tôn Trần Vĩ cũng là sự kỳ vọng của ngoại tông, chỉ đợi tu vi của hắn đạt đến cảnh giới nguyên anh kỳ thì sẽ được bổ nhiệm một loạt chức vụ. Thực tế thì hắn đã được ngầm lựa chọn là một trong những người có khả năng tiếp quản chức vụ của tông chủ ngoại tông. Nếu phụ thân của hắn có thể trở thành lão tổ thì hắn chắc chắn chỉ còn chuẩn bị mà tiếp nhận chức ngoại tông tông chủ nữa mà thôi. Trong lễ song tu của Vân Thiên Tông, Tôn Trần Vĩ đừng chuẩn bị để kế nhiệm chức tông chủ và Lý Mộ Uyển tham gia gắn kết chặt chẽ với Vân Thiên Tông. Các đại diện môn phái hiểu rằng đây chính là điểm giao giữa nội và ngoại tông của Vân Thiên Tông. Với nội tông luyện đan và ngoại tông tu đạo, Tôn Trần Vĩ lo lắng về sự an nguy dù đã được phụ thân trấn an. Trong lễ nhiều môn phái đến chúc mừng, nhưng mà Tôn Trần Vĩ vẫn cảm thấy bất an vì ánh mắt lạnh lùng của một người quen với Lý Mộ Uyển. Lễ hội bị gián đoạn khi mà một cỗ uy áp mạnh mẽ từ dưới mặt đất xuất hiện, làm kinh hãi các tu sĩ nguyên anh ở trong đại điện. Và Lý Mộ Uyển nhận ra Phương Lâm đã đến. Trong mật thất lúc này, thất long đỉnh do Lý Mộ Uyển chế tác ra bắt đầu vỡ nát, phát ra ánh sáng ngũ sắc bao trùm căn phòng. Từ đỉnh vỡ kia, một nam tử với mái tóc trắng và thân thể hư ảo xuất hiện, mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Khi mà đám tu sĩ trong đại điện phát hiện ra dị tượng, họ cảm nhận được luồng uy áp từ bên trong lồng đất. Đột nhiên thì cả Vân Thiên Sơn mạch biến sắc với tường vân ngũ sắc và âm thanh chấn động. Một số tu sĩ nhận ra có người đang kết anh và bày tỏ chúc mừng, thế nhưng không biết người đó là ai. Khi mà người này xuất hiện là một thanh niên tóc trắng, uy áp từ hắn làm cho mọi người kinh ngạc. Hắn cầm trên tay tóc của Liễu Phỉ, ngoại tông tông chủ, khiến các tu sĩ khác phải cảnh giác và lùi bước. Các tu sĩ nguyên anh của các tông phái như là Từ Mã Vân Nam đều lộ ra vẻ khiếp sợ và im lặng quan sát tình hình. Tống Thanh cố gắng ra lệnh cho một trưởng lão sử dụng ngọc giản, thế nhưng cả hai đều bị thanh niên tóc bạc làm cho sợ hãi. Thanh niên đó chính là Vương Lâm, người đã dễ dàng bắt sống Liễu Phỉ khiến mọi người kinh hãi. Lý Mộ Uyển đi đến bên Vương Lâm và Vương Lâm giết Tôn Trần Vĩ bằng thần thức khổng lồ. Khi mà Tống Thanh cố gắng hóa giải, Vương Lâm cảnh báo mọi người không can thiệp vào chuyện của chính mình. Lão nhân áo xám điên cuồng tấn công Vương Lâm bằng 7 thanh phi kiếm, thế nhưng nhanh chóng bị đánh bại. Vương Lâm dùng cực cảnh thần thức để tiêu diệt nguyên anh của lão nhân và giao cho Lý Mộ Uyển luyện đan. Các tu sĩ xung quanh kinh hãi trước sức mạnh của Vương Lâm và không dám chống lại. Vương Lâm tiếp tục giết chết nhiều trưởng lão nguyên anh của Vân Thiên Tông, khiến số lượng tu sĩ còn lại chỉ còn 3 người, bao gồm cả Tống Thanh. Những tu sĩ khác sau khi mà chứng kiến sức mạnh và sự tàn nhẫn của Vương Lâm đã quyết định không can thiệp. Cuối cùng thì năm lão tổ tóc bạc của Vân Thiên Tông xuất hiện, đầy phẫn nộ trước tình cảnh. Một lão nhân không nói hai lời vung tay áo lên, lập tức thì một phiến mây đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Nếu nhìn kỹ đám mây đen có thể thấy được chúng được tạo thành từ những con phi trùng màu đen to chừng là một ngón tay cái. Bọn chúng tập trung lại với nhau tỏa ra một mùi nồng đậm. Trong số đám nguyên anh kỳ tu sĩ của các môn phái khác, có người đã sớm nhận ra đám mây đen này chính là Tử Mặc Trùng, pháp bảo thành danh của Trần Bách Lương, một trong các lão tổ của Vân Thiên Tông. Tử Mặc Trùng chẳng những toàn thân chứa đầy kịch độc, hơn nữa ra ngoài của nó lại cực kỳ cứng cỏi, pháp bảo bình thường không thể nào làm gì được nó. Một khi bị đám phi trùng này bám lấy, chỉ cần mấy thức thời gian sẽ bị chúng nó cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí đến xương cốt cũng không còn. Ngoài ra, dù cho tu sĩ có thể tránh thoát phi trùng công kích, nhưng nếu mà bị nó cắn một cái thì cũng khó lòng mà thoát chết. Độc của nó được xếp thứ 184 trong số các loại kỳ độc của tu chân giới, bởi vậy có thể thấy được nó độc như thế nào. Phải biết rằng 100 loại kỳ độc đứng đầu gần như đã tuyệt tích ở tu chân giới, do đó độc của loài phi trùng này bất cứ ai nghe đến cũng đều biến sắc. Dù là năm đó, tứ cấm thủ Trần Quốc đến Vân Thiên Tông cũng có một chút hứng thú đối với Tử Mặc Trùng của Trần Bách Lương. Vì vậy mà mỗi lần đều lấy đi một ít, bởi vậy có thể thấy được loại phi trùng này ở tứ cấm thủ Trần Quốc cũng đã là bảo vật hiếm có. Lúc này, ngay khi đám mây đen xuất hiện, Vương Lâm ném Liễu Phỉ qua một bên, tay phải vô tú chư vật, lập tức cấm phiền xuất hiện trong tay. Vương Lâm vẫy nhẹ một cái, kích thước của nó tăng mạnh, thoáng một cái đồng hóa thành một cái lá cờ thật lớn. Cán cờ vừa động lập tức bọc lấy hắn và Lý Mộ Uyển. Cùng với lúc đó, cực cảnh thần thức của Vương Lâm khẽ động, trong thiên địa
đạo lập tức thì bị một luồng uy áp khổng lồ bao phủ. Đám lão tổ nguyên anh kỳ của Vân Thiên Tông đều biến sắc, gần như không kịp suy nghĩ, hai tay vội vàng kết ấn tế xuất ra pháp bảo kháng cự, cực cảnh thần thức hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ lóe lên điên cuồng tỏa ra, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thấu qua đám mây đen phóng thẳng vào mi tâm của Trần Bách Lương. Trần Bách Lương vốn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn rõ ràng cảm giác được đạo thần thức cùng kích kia ẩn chứa ra một cỗ lực lượng có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Vào thời khắc sinh tử, hắn vội lắc mình thối lui, cùng với lúc đó hai mắt bỗng nhiên trợn to lên, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Nguyên anh của hắn ở trong nháy mắt đó xuất hiện ở trên đỉnh đầu, cũng đã bắt đầu kết ấn. Chỉ thấy một đạo pháp ấn linh phù trong nháy mắt xuất hiện trước người hắn, hòng ngăn cản thần thức công kích của đối phương. Trong qua tia chớp màu đỏ do thần thức khóa thành cứ như là chẻ tre, một đường xông đến. Phương Lâm đã dùng tia thiên kiếp lực lượng để đe dọa và kiểm soát Trần Bách Lương và các tay nguyên anh hậu kỳ khác. Sau một cuộc chiến gay cấn, Phương Lâm đã giảm đội hình của đối thủ đi từ 5 xuống còn 3 người, bao gồm Trần Bách Lương, lão nhân tiên phong đạo cốt và một người đồng môn khác. Trần Bách Lương đã chết sau khi phun ra một ngụm tiên huyết và ngã xuống đất. Trong khi đó, Phương Lâm và đệ tử ma đầu của hắn tiếp tục duy trì áp lực lên 3 người còn lại. 3 người này không hề có ý định đầu hàng, dù phải đối mặt với nguy cơ mất mạng, họ coi việc giao dòng huyết hồn như là bỏ đi hơn là để Phương Lâm giết một cách trắng trợn. Cuối cùng thì lão nhân tiên phong đạo cốt ra tay, cho biết hắn không bao giờ giao ra huyết hồn và đồng thời chỉ ra rằng sự sống còn không đáng giá nếu như phải chấp nhận việc giao huyết hồn. Với những sự kiện này, cuộc chiến giữa Phương Lâm và Trần Bách Lương cùng với đám nguyên anh đã kết thúc, với thắng lợi thuộc về Phương Lâm nhờ sự thao túng của tia thiên kiếp lực. Phương Lâm ra yêu cầu các đối thủ giao ra huyết hồn, một sự hỏa hiệp dường như không tránh khỏi để đổi lấy sự an toàn của bọn chúng. Phương Lâm tỏ ra rất là thận trọng và chiến đấu một cách thông minh, không mạnh miệng quá mức và thực hiện ra các thỏa thuận một cách đầy đủ. Sau khi các đối thủ giao ra huyết hồn, Phương Lâm rời đi cùng với Lý Mộ Uyển. Vương Lâm đã có một cuộc giao tranh khốc liệt và đầy cam go với các đối thủ, đặc biệt là Vân Thiên Tông. Vương Lâm đã dùng tài năng và chiến thuật thông minh của mình để thoát khỏi cuộc chiến với ít tổn thất nhất. Hắn vận dụng ra cực cảnh thần thức mấy lần, làm cho nguyên anh tinh khí tiêu hao phần lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn bị thương. Hắn khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh lại linh lực trong cơ thể. Sau khi ăn vào vô số đan dược, cơ thể của hắn mới dần dần bình ổn. Lúc này bế quan hắn đã tốn mất 7 ngày, thế nhưng ngoài thế giới thực thì chỉ mới chưa đến 1 ngày. Từ trong nghịch thiên không gian đi ra, ánh mắt của Vương Lâm lóe lên cực cảnh thần thức, mặc dù là tồn tại như là một pháp bảo, nhưng bất kể thế nào hắn cũng có thể xem như đã đột phá kết đan kỳ, tiến nhập vào nguyên anh kỳ. Đây chính là lúc hắn giết trở về triều quốc báo thù. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì Hào thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.